Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Đi Đi Việt. Hôm nay mình xin review đến các bạn một sản phẩm máy lên khí được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, có hiệu là Sunlock. Đó. Hiện tại thì hãng Sunlock là do công ty Đi Việt đang phân phối độc quyền tại Việt Nam. Nhà máy Sunlock này thì bên Đi Việt đang phân phối cầu lông một trụ và máy lên khí tại Việt Nam. Thì mình mời các bạn cùng mình tìm hiểu qua về cái máy lên khí này có những cái gì khác biệt so với máy lên khí của Việt Nam hoặc máy Trung Quốc hoặc là những cái dòng máy Nhật ở Việt Nam hiện tại đang phân phối. Thì mình mời các bạn cùng mình theo dõi chi tiết cái sản phẩm máy lên khí Sunlock này. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu qua với các bạn, đây là máy lên khí sử dụng bằng điện 3 pha. Đó. Máy là 5,5 HP hoặc gọi là 5,5 ngựa đó. Đó. Bình chứa là 250 lít. Bình chứa 250 lít. Motor của máy đang sử dụng là motor 3,7 kW. Đó. Thường thường thì các bạn để ý trên những cái thông số của các cái dòng máy lên khí á, thì những cái dòng máy nhập khẩu châu Âu hoặc những cái dòng máy tốt thì bao giờ cái phần công suất motor sẽ rất là thấp. Còn những cái dòng máy của Việt Nam hoặc những dòng máy Trung Quốc, dòng máy bao giờ các bạn nhìn thấy giá tiền càng rẻ thì bao giờ cái công suất motor sẽ càng lớn. Tại sao như vậy? Những cái dòng máy chất lượng tốt thì bao giờ cái phần nguồn điện tiêu hao rất là thấp. Đó. Thì những cái dòng điện thấp như vậy thì các cái phần motor rất lâu bị ảnh hưởng đến cái vấn đề về cái hệ thống điện, nó chạy điện rất là nhẹ, tránh những hiện tượng bị chập cháy hoặc là mô ve ảnh hưởng đến cái phần khởi động của máy. Thì cái máy này thì có những gì khác biệt? Nó rất nhiều cái khác biệt. Các bạn nhìn đầu tiên là các bạn nhìn ngay từ cái thân bình, là cái các bạn nhìn đầu tiên này. Đó, nhìn cái lớp sơn của máy rất là đẹp. Nó sơn toàn bộ sơn tĩnh điện 100% hết. Máy này thì không có bánh xe các bạn nhé. Bắt trực tiếp xuống phần lên của chúng ta luôn thì sẽ máy chạy có độ lực cao hơn, không bị rung, không bị lắc máy. Đó. Cái thứ hai là gì? Đến phần motor này, các bạn nhìn phần motor này. Đó, nhìn motor rất là chất. Các cái lớp sơn này, hệ thống tản nhiệt này được bố trí rất là dày, thì cái phần thoát nhiệt của motor rất là tốt, không ai bị nóng motor. Đấy. Cái phần tiếp theo nữa là gì? Phần đầu lén. Đầu lén thì máy này là dòng hai cấp lén, áp lực của máy này lên tối đa là 15 bar, tương đương với 230 psi. Đó, máy này áp suất lên rất lớn, công suất nhỏ nhất là 73 đến 15 bar. Thì trên này cái phần các bạn nhìn này, các bạn nhìn đây cái phần đầu lén này được bố trí này. Đây là quả lén trực tiếp xuống phần bình chứa này. Đây quả lén lấy hơi từ ngoài vào này. Đó. Máy lên khí thì có hai dòng, một là dòng một cấp lén và hai cấp lén. Khi bạn dùng máy hai cấp lén này thì bao giờ cái áp suất đầu ra sẽ khỏe hơn. Đó, máy chạy áp suất đầu ra sẽ rất là mạnh. Các bạn dùng có thể dùng cho làm lốp xe tải này, dùng cái số 1 inch này, hoặc các bạn dùng cái tiệm ở xe dùng cầu lông một trụ này. Đó thì rất là khỏe. Thì cái đầu lén này có cái gì khác biệt so với các dòng bình thường? Thì các bạn nhìn trên này này. Trên phần tem đây là mã sản phẩm này, là STC05 này. Đây là model máy này, còn mã sản phẩm là 985 này. Đó. Đây là tốc độ quay của cái phần đầu lén. Tốc độ quay của phần đầu lén. Đó. Đây là bình chứa là 250 lít. Đó, bình chứa 250 lít. Đây là lưu lượng khí lạp vào trong bình là 390 lít trên 1 phút. Áp suất đầu ra là 12 bar. Đó. Máy là 5,5 HP, 5,5 ngựa. Đó. Thì mình phân tích cho bạn về vòng quay của máy. Nói vòng quay của máy, tại sao vòng quay của phần đầu lén là 750. Đó. Vòng quay của motor này, các bạn nhìn này. Vòng quay của motor là 1440 vòng trên 1 phút. Đấy. Cái vòng quay của motor, các bạn nhìn cái phần pulley này, là phần pulley của motor bao giờ sẽ là pulley nhỏ. Phần pulley của phần đầu lén là phần pulley to. Đấy. Cái vòng quay của motor là 1440 vòng trên phút. Vòng quay của phần trục khuỷu là 750 vòng trên phút. Thì cái vòng quay của phần đầu lén nó sẽ to hơn, thì nó sẽ đồng tốc với cả cái vòng quay của phần motor. Đó. Khi cái nhà thiết kế nó thiết kế ra, người ta phải tính được cái độ vòng quay của phần motor và vòng quay của phần đầu lén phải phù hợp với nhau. Các bạn nếu lắp cái vòng quay lớn hơn, cái vòng quay 1900 vòng trên phút lắp vào cái đầu lén như này,
thì phần motor rất nhanh bị cháy, tại vì cái phần nó không đồng tốc với nhau thì máy thì chạy nóng hơn, và phần tuổi thọ của phần piston, piston là một này, xắc măng là hai này, và phần vòng quay của motor đó nó rất nhanh bị ảnh hưởng đến cái phần motor của mình. Thì mình xin giới thiệu tiếp đến các bạn này, đây là cái quả lọc khí này, quả lọc khí để lấy hơi từ ngoài vào này. Máy chạy, quả lọc này sẽ hút không khí từ ngoài vào. Toàn bộ cái quả lọc này là sẽ lọc toàn bộ cái phần không khí tinh khiết vào trong phần bình này, không ảnh hưởng đến phần piston này. Một cái phần nữa này, các bạn nhìn thấy luôn là phần cánh quạt. Cánh quạt của máy Senlock này được thiết kế cấu tạo rất là khác biệt so với những dòng máy thông thường ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ, hoặc các dòng máy của Trung Quốc. Đó. Toàn bộ cánh quạt là cánh quạt bằng gang hết này. Cánh quạt được bố trí rất là sát nhau và cánh quạt rất là mỏng. Khi chạy cánh quạt sát nhau như này cũng giống như các bạn thấy những cái dòng quạt công nghiệp. Các quạt công nghiệp thì bao giờ sẽ là cánh sắt và cánh sẽ được đan rất mau. Còn những cái quạt các bạn dùng thông thường ở nhà thì bao giờ sẽ là cánh quạt nhựa, và cái phần cánh quạt sẽ đan rất thưa và bản rất là rộng. Đó. Thì cánh quạt mau như này và bằng thép đan sát nhau như này thì bao giờ khi các bạn máy chạy, các bạn sẽ được cái đầu lén này và phần ô tô sẽ được làm mát. Sẽ được làm mát thì hạn chế phần nóng sinh nhiệt ở cái phần đầu lén. Đó, sẽ tránh ảnh hưởng đến các cái phần gioăng đệm ở trên gioăng amiăng ở trên phần đầu lén này. Đó, và motor không bị nóng sinh nhiệt quá cao thì dòng của motor luôn luôn là ổn định, dòng không bị quá cao. Như cái máy này là dòng sẽ ăn là 7 ampe, thì khi cái quạt làm mát, motor hoạt động thông thường như thế thì sẽ luôn luôn nó sẽ đảm bảo được cái nhiệt độ là cái ampe là ổn định như vậy. Đó. Thì cái máy này công suất tối đa của máy sẽ lên được là 15 bar. Các bạn nhìn này, áp suất của máy sẽ lên được là tối đa là 15 bar. 15 bar tương đương với 213 psi. Đó, thấp nhất là 7 bar tương đương 100 psi. Thì các bạn nhìn đây này, cái máy này này, đây là cái đồng hồ để hiển thị cái áp lực của máy. Hiện tại máy đang lên là 160 psi, tương đương với 11,9 bar. Xuống thấp nhất là tầm khoảng 8 bar. Khi cái tốc độ của máy chạy là gì, từ thời điểm bắt đầu máy máy ngắt là khi các bạn sẽ sử dụng hơi, đến lúc bắt đầu xuống hơi là máy bắt đầu chạy, thì cái thời gian chạy của máy là đủ hơi cho các bạn sử dụng chỉ trong vòng tầm khoảng 1 phút 10 giây là các bạn có thể làm đủ được hơi trong cái bình chứa này rồi. Đó, các bạn khi các bạn có những cái máy lên khí hoặc các bạn đi test máy, các bạn nên bấm được cái thời gian, bấm một thời gian. Thứ nhất là khi bắt đầu máy đủ hơi rồi, các bạn sử dụng hơi, đến lúc máy bắt đầu chạy lại thì thời gian bắt đầu từ lúc chạy lại đến lúc đầy hơi là bao nhiêu thời gian. Các bạn đầu tư những dòng máy nén khí có thể chi phí đầu tư ban đầu rẻ hơn một chút. Đó, nhưng các bạn sử dụng sau này thì cái phần công suất của motor nó cao thì tiền điện của bạn hàng tháng sẽ đẩy lên rất là cao. Thường thường những bình chứa mà được tầm 250 lít như này mà công suất là đủ hơi thường thường sẽ dao động tầm khoảng 1 phút 40 giây. Những dòng máy rẻ tiền sẽ lên tầm khoảng 2 phút 40 giây mới đầy hơi được. Và công suất motor bao giờ cũng có phải tầm khoảng từ 4kW đến 5,5kW để chạy được cái tốc độ vòng lạp hơi đủ như vậy. Thì tiền điện các bạn hàng tháng sẽ đẩy lên rất là cao. Đó. Và cái phần máy của các bạn chạy thì các bạn sẽ tự tính ra được là cái phần công suất của máy. Đó. Công suất máy vào chạy càng nhẹ điện đó thì bao giờ vòng quay sẽ càng nhẹ thì tiền, cái giá tiền các bạn sử dụng hàng tháng cũng rất là rẻ và độ bền của máy sẽ rất là cao. Đó, tiếp tục mình sẽ giới thiệu đến các bạn tiếp này. Đây là bộ điều khiển trung tâm này. Đây là bộ hộp điều khiển, bộ hộp kỹ thuật để điều khiển chỉnh cái lượng cân vào và cân ra của máy. Đây là cái vòng gen này để chỉnh cái áp suất của máy lên. Thì thường thường thì bên mình sẽ tùy theo khách hàng sử dụng vào công việc nào, anh em kỹ thuật viên sẽ chỉnh được cái áp suất vào và áp suất ra phù hợp cho các bạn sử dụng, tránh lên áp suất quá lớn. Tiếp tục đây là đến cái phần hộp điện nguồn vào của máy. Như các bạn nhìn qua này, đây là phần hộp điện này. Trên này sẽ có là một con công tắc. Đấy, cái công tắc này là công tắc ngắt. Các bạn không ngắt át trực tiếp bên trong, nhưng các bạn có thể ấn nút đỏ này, điện sẽ không vào cấp vào trong phần máy để các bạn không chạy máy được. Đây là nút bật. Đó. Cũng chính là dơ le luôn. Đây là phần hệ thống cầu điện này. Đó, cầu điện này. Đây là máy 3 pha các bạn nhé. Sẽ có 3 phần cầu nóng vào này. Đó, đây là hệ thống dơ le nhiệt. Dơ le nhiệt thì máy này đang chạy là 7 ampe. Thì bên nhà sản xuất đã chỉnh cố định luôn là công suất lớn nhất là 8 ampe. 8 ampe là gì?
Khi cái máy chạy 7A thì thường thường nếu máy 3 pha điện của bạn có các bạn á, nguồn điện của bạn vào đủ 380V, 3 pha đều đủ pha, không bị chênh lệch pha, pha khỏe pha yếu. Hoặc là máy các bạn không chạy máy nó bị nhiều khi điện của bạn yếu ấy, là máy chạy cái công suất motor vẫn đạt đủ vòng quay bình thường. Như điện của bạn vào yếu thì máy các bạn sẽ sinh nhiệt cao lên. Sinh nhiệt cao lên thì cái con dơ le này, con dơ le này chính là cái con khống chế tránh cái phần motor của mình làm việc quá công suất. Cái dòng điện lên cao quá thì cái con dơ le nó sẽ ngắt, đảm bảo phần motor của chúng ta tránh bị chập cháy. Tránh bị chập cháy thì đây chính là con dơ le đảm bảo được cái phần ổn định dòng của các bạn. Đó, tránh bị vượt quá cái dòng dòng của máy để tránh hưởng về cháy, chập cháy motor. Còn đây là cuộn khởi động. Cuộn khởi động này thì có trách nhiệm là gì? Khi điện của các bạn đủ điện thì cuộn khởi động nó sẽ đóng. Đủ điện là gì? 3 pha, máy 3 pha thì luôn luôn 3 pha phải đủ điện thì cuộn khởi động từ mới đóng. Còn các bạn mình mất một pha là cuộn khởi động từ là không đóng được. Đấy. Còn khi các bạn đủ 3 pha rồi cuộn khởi động từ đóng. Nhưng khi chúng ta hoạt động 3 pha bị lệch thì con dơ le nhiệt này sẽ ngắt để đảm bảo cái phần motor của chúng ta không bị chập cháy. Cái phần bộ điều khiển này cũng rất là quan trọng cho một cái máy nén khí. Đó, hoặc là các hệ thống điện liên quan đến vấn đề về sử dụng nguồn điện 3 pha cũng rất là quan trọng để các bạn lựa chọn. Thì cái máy nén khí của Ấn Độ này sẽ có rất nhiều những cái sự khác biệt. Đó, từ những cái hệ thống van an toàn này. Đây là hai van an toàn. Khi bạn chỉnh cái lượng hơi vào trong bình. Đấy, và trong bình nhiều khi cái phần lâu ngày cái máy có vấn đề thì cái phần áp suất cái bình chứa này và bộ điều khiển chỉ cho phép lên tầm 12 cân, mà cái phần công suất của các bạn chạy máy để lâu ngày cái máy nó có vấn đề nó chạy quá 12 cân, cái van an toàn này sẽ ngắt để đảm bảo cái phần bình để chứa và hệ thống van an toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, để đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật của máy. Và tiếp tục đến đây là cái bộ phận để các bạn đổ dầu, thay thế dầu thường xuyên để cho máy đảm bảo cái vận hành tốt. Thì trên này cũng ghi rất rõ là cái chỉ số dầu này thì các bạn nên thay. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo các bạn nên thay dầu chỉ số là 40 W. Thường thường thì 40 W này sẽ là 20 W40 hoặc là 50 W50. Đấy là những chỉ số dầu thì các bạn nên thay chỉ số dầu đúng theo nhà sản xuất đưa ra là 20 W40. Bây giờ mình sẽ cho cái máy nén khí Senox này chạy thử để các bạn thấy được cái sự vận hành êm ái của cái máy này sẽ như thế nào. Mình mời các bạn cùng thử. Đây là cái van đầu ra của máy này. Van đầu ra của máy này được thiết kế ngay phần thân bình luôn. Đó, phần đầu ra rất là to là các bạn có thể sử dụng được hơi ra rất là khỏe. Bây giờ mình cũng đồng thời mình cũng bấm thời gian luôn để các bạn thấy được là cái máy hơi bắt đầu khi chạy đến lúc đầy hơi là bao nhiêu thời gian. Bắt đầu máy chạy này. Các bạn thấy máy chạy rất là êm. Cánh quạt rất là mát. Máy đã đạt lên được là 12 cân này. Đó, tương đương với 160 bờ si. Khi bắt đầu hơi xuống hơi đến tầm 9 cân đến lúc gần 12 cân là máy chỉ chạy trong vòng 1 phút 19 giây 26. Đó, tốc độ lạp hơi rất là nhanh để đảm bảo được cho các bạn. Thứ nhất là máy chạy ổn định hơn, nguồn điện của các bạn ổn định hơn. Và cái nữa là quan trọng nhất là cái tiền điện hàng tháng của bạn sẽ giảm đáng kể so với các bạn đầu tư những cái dòng máy rẻ tiền ở thị trường Việt Nam.
Đó, thì tiền nào của đấy các bạn nên lựa chọn những cái dòng nào phù hợp nhất với cái mục tiêu của các bạn và phù hợp nhất với túi tiền của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất mỗi khi công ty Việt lên những clip để cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những bạn những video sau.